Kính Lưu Nguyễn mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay tiếp tục mình có trở lại nhà vườn của anh Chánh để review giao lưu rất là nhiều hoa kiển đẹp nha bà con. Hoa giấy đang rực rỡ, hoa hoa trang đủ loại hết bà con ơi. Rồi mình gặp anh Chánh rất là quen thuộc ở những clip trước nha. Rồi à, chào anh Chánh. Anh chào anh Liêm, anh chào quý cô anh chú anh chị đang xem kênh. Thì lời nói đầu tiên, nhà vườn anh Chánh cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị gần xa một ngày làm việc hiệu quả và thành công, và cũng xin mến chúc cả bà con mình bước sang một năm mới thật nhiều thành công mới. Bên hôm nay nhà vườn em cũng có lên báo giá cũng như chia sẻ gửi đến quý cô chú anh chị gần xa một số mẫu bông giấy cũng như bông trang đang bông, rồi con mình xem tham khảo có thể siêu tầm mình chơi ha. Thì không để mất thời gian của bà con mình, thì em xin lên cái mẫu đầu tiên đó là dòng bông giấy tím tiết ha. Tím tiết, cái dòng này mặt bông rất là đẹp, rất là sai bông thì đang rực rỡ hoa luôn, hoa cây này thấy hoa không có thay lá luôn. Thì hôm nay nhà vườn em xin báo giá bao ship và có tặng kèm thêm bà con mình một cái đơn hàng, mà bên vườn em sẽ bao ship cái đơn hàng từ 150.000 và tặng thêm bà con mình là một cây giống hồng phấn Thái ba màu, giống như mua bông trang thì bông giấy mình tặng thêm bông trang ha. Thì báo giá bà con mình cái dòng tím tiết này á, thì cây có chiều cao tầm 24, tầm khoảng 45-50, cây thì đang bông đang nụ như hình lô cây thì tương xứng như vậy thôi con, hoành nó thì tầm khoảng 9, 8, 9, 10 dao động như đó. Thì dòng giấy Mỹ này mỗi cây mỗi thế dáng khác nhau hết trơn không có cây nào giống cây nào, em thấy loại nào nó cũng đẹp. Thì cái dòng tím tiết này vừa em báo giá bà con mình là 250.000 bao phí ship bà con mình ha, và tặng kèm thêm một cây trang hồng phấn Thái ba màu cây giống mà giống cũng như thì trên cây thì có mặt bông em quay cho bà con mình xem khảo, nhưng mà đặc biệt cái dòng giấy này á, khi vận chuyển là có thể nó rụng bông hay bà con tại chỗ nó còn rụng ở đây. Nên bà con mình rụng nên bà con mình trong quá trình vận chuyển có chảy xước chút đỉnh hoặc là rụng bông, bà con mình cũng thông cảm cho bên nhà vườn để tới khi nhận là bà con mình sao rụng bông nhiều quá mà không nhận thì cũng tội nghiệp bên vườn bởi vì công đóng gói vận chuyển rồi các thứ cũng tương đối là cực ha. Dòng giấy này đóng tương đối là cực, phải kiềm cây đồ rất là nhiều để đảm bảo an toàn đến cho bà con mình ha. Em xin xuống mẫu cái dòng tím tuyết dòng đầu tiên. Tím tuyết. Dạ. Cái tiếp là dòng phớt hồng thôi con. Phớt hồng Sakura. Cây thì cũng đang bông như vậy. Cây này có chiều cao tầm khoảng 60, tán ngang tầm khoảng 60-70 ha. Thì cái dòng phớt hồng này giờ cũng báo giá bà con mình là 250.000 bao phí ship bà con mình ha. Bởi vì qua giấy thì thân này kia thì nó tương đối là nó cũng tương xứng với nhau, đối là nó hơi khác nhau một tí ha, không cây nào giống như nào, thành ra là em lên cái mẫu tượng trưng để bà con mình xem tham khảo. Cây này gốc thường, gốc như gốc Mỹ thường đúng không? Dạ đúng rồi, Mỹ thường. Cái tiếp là dòng tím bướm. Tím bướm đang vào đặc biệt dòng này bông rất là to ha, bông bự, đang vào cái thời tiết nắng mà thì cây nó rất là rộ hoa nha bà con. Cây này thì có chiều cao tầm khoảng 24, tầm khoảng 45-50 thôi con, cây cũng đang bông như vậy. Thì cái dòng tím bướm này nhà vườn muốn báo giá bà con mình là 250.000 bao phí ship bà con mình ha. 250 một cây. Dạ. Cây này gốc gốc Mỹ bướm rồi. Rồi giống như con thằng lằn hay gì á, quấn quấn à. Thằng lằn bạch tuộc gì. Kế tiếp là dòng đỏ lửa. Ây da. Lửa. Dòng đỏ lửa thì cây nó tương đối như vậy đây. Cây có chiều cao 24. Tầm khoảng 45-50 vậy. Thì dòng đỏ lửa này nhà vườn em báo giá bà con mình là 250 một cây ha, một cây như vậy, một chậu như vậy thì 250 bao phí ship bà con mình.
cây 250k và còn sẽ không phát sinh thêm phí nào nữa khi mà nhận cây. Khi cây có đến nhà thì chỉ cứ 250k là xong. Tiếp là dòng ghép ngũ sắc đó. Thì cây này nó dao động 3 màu, 4 màu, 4 màu, 5 màu luôn. 5 màu. Đó. Thì nói chung là lô này em ghép ngũ sắc, quá trình ghép có thể là bị trục trặc gì đó thì có thể thiếu một màu hay gì. Thì nhưng mà em cũng bao bà con mình là từ 4 màu lên ha, như, giống như mấy cây này là đủ 5 màu hết trơn hả. Nhưng mà cũng bao dễ bà con mình cho nó dễ. Thì cái dòng ghép này á thì cây đang nằm trong chậu lục giác dài đây. Thì trong quá trình ship nhà vườn sẽ ship nó nguyên cái chậu này cho bà con mình. Thì dòng ghép ngũ sắc này nhà vườn em báo giá bà con mình là giá 300 ngàn bao phí ship bà con mình ha. Đó, cây thì đang bông đó, vậy đây. Cái này thì ship nha, chắc là thôi bó lên cũng hơi bó lên cả mét rưỡi à. Bó lên xuống cây. Để tiếp là dòng cam lửa. Ây da. À, cây cam đỡ thì tàn tán nó cũng tương đối là xum xê như vậy đây. Hồi giấy đặc biệt nó rất là chịu nắng nha bà. Ánh sáng trực tiếp đầm đầm qua nắng. Đây. Có nắng cây nó sẽ dễ ra hoa. Thì dòng cam lửa này nhà vườn em cũng báo giá. Báo giá bà con mình là giá 250 bao phí ship bà con mình ha. 250 một cây. Dạ, 250 bao phí bà con mình một cây. Thế tiếp là em có cái lô cẩm thạch tím siêu bông. Lô này thì thân tương đối là lớn ha. Lô này cẩm thạch tím siêu bông là bông rất là nhiều bà con ơi. Cái này nụ chi chít này nó chuẩn bị nở. Cẩm thạch mình chơi được lá và hoa hai dạng. Lô này rồi mình cây tương đối là lớn thì đẹp, bộ đế là ok ha. Để đo hào hạ cho con mình xem. Đó, cây này đo chỗ này là 11, 12 ha. Đó. Đó, bộ đế cao đây này, đây này là 20, 29, 30, tính từ mặt chậu lên eo là 30. Tổng chiều cao là 50. Thì cái lô cẩm thạch tím này á thì em báo giá bà con mình là giá 300 ngàn một cây, em bao phí ship bà con mình ha. 300k một cây. Dạ. Cây lớn rất là lực và đẹp ha bà con. Mấy cái cũ này nè, mỗi cái dáng thì nó đều có một cái khác nhau ha. Dạ. Dáng quái ha. Này là form tương đối nó cao tầm khoảng 50-60. Cái này vậy bà con trừ hao được nó ra hoa, cái nó dài ra nó thông, nó rộng thòng xuống một xíu. Dạ. Nó phủ cái tàn xuống. Còn cái này là đẹp. Cái form này hơi thấp hơn tí nè bà con, mình thích cái dạng lùng lực để bàn hay ban công gì đó. Này cũng hoành 11-12 á. Hoành eo chỗ đó là 11-12. Ừ. Cái này thì nó tầm khoảng 40 ha, 45. Này hơi thấp một tí, bà con mình có thể chọn form cao form lùng thì tùy theo sở thích của con mình. Thì cũng đồng giá là 300 ngàn bao phí ship bà con mình luôn ha. 300k. Rồi ok. Cây khá là nhiều bông nha bà con. Dạ. Nó đang chuẩn bị chớm nở. Cái lô này đó là em mới con tàn để sau này nó cho nó ra bông nó tròn đều đẹp hơn ha. Nó cũng đang đi nụ lai gai lại nè, đây. Đó, đang đi nụ rất là nhiều ha. Để mà vận chuyển đi xa thì bà con chọn lựa những cái có mới chớm nụ cũng rất là tốt. Dạ. Vì nó bà con mình dễ lắm gói nó. Giống như mới con tàn chuyển về bà con mình nuôi là ra bông cho con tàn luôn okay. Càng tốt luôn ha. Dụ như bấm con tàn đi luôn. Dạ. Hoa thì rực rỡ luôn bà con ơi. Trang đủ màu sắc. Để tiếp em xin lên một số dòng trang cũng đang bông con mình sẽ tham khảo, đó là dòng Mỹ Hồng và Mỹ Đỏ ha. Mỹ Hồng và Mỹ Đỏ nhung lá lớn. Mỹ Hồng thì một thời cũng là mưa gió, cái hoa rất là to xiên hoa. Mỹ Hồng, đây là Mỹ Đỏ nha bà con. Mỹ Đỏ lá lớn, Mỹ Đỏ lá bơ đó. Cái này thì cái hoa nó cũng rất là to luôn, nếu mà nó nở đủ sức là bằng bàn tay xẻ luôn.
thì cả hai dòng Mỹ Hồng và Mỹ Đỏ này có chiều cao tầm khoảng 35-40, thì nhà vườn em xin báo giá bà con mình là 50.000 bao phí ship bà con mình ha, 50.000 một chậu nha. Kế tiếp là dòng hồng phấn lá trung, dòng hoàng pháp hồng phấn lá trung siêu hoa. Đây là dòng trắng lá trung, vàng pháp rồi trắng lá trung, ba màu hoàng hồng trắng. Quay bà con mình xem tham khảo. Thì cả ba dòng này vừa em cũng báo giá bà con mình là đồng giá 50.000 ha, bao phí ship bà con mình. Thì giống như ba chậu như vậy thì 150, bao phí ship và tặng kèm thêm một cây chanh giống hồng phấn thái ba màu đó. Bà con mình không phải lo phải phát sinh thêm một cái phí nào nữa ha. Mấy cây này là cây một cốt nha bà con, hoành của mận người ta Úc đó. To hơn người ta Úc nữa. Thì bà con mình yêu thích thì có thể liên hệ trực tiếp với vườn em qua số điện thoại là 0939 995 445. Thì vườn em ở thuộc xã Tân Phú Trung cho thành Đồng Tháp, thì cách thành phố Sa Đéc tầm khoảng 4 đến 5 cây số ha. Thì bà con mình có dịp đi ngang hoặc ở gần muốn siêu tầm thì có thể ghé vườn xem tham khảo sẽ chi tiết hơn ha. Hoặc là cô chú anh chị mình có cần số lượng sỉ hay gì đó thì liên hệ trực tiếp bên vườn em ha. Đây là anh báo giá lẻ cho bà con mình, còn cần số lượng sỉ thì sẽ có cái giá tốt nhất gửi đến quý cô chú anh chị mình ha. Mình xin xuống mẫu. Kế tiếp là dòng vàng nghệ thái, cam thái, cam cà rốt và dòng trang sen nhật ha. Ba dòng này cũng đều rất là xiên bông ha. Thì cây có chiều cao tầm khoảng hơn một gang tay em, là tầm khoảng 25 20 22 25. Thì cả ba dòng này giờ em muốn báo giá bà con mình là đồng giá 50.000 ha, để cho bà con mình dễ lựa chọn ha. Chọn bà con mình có thể là chọn màu vàng, cam, đỏ tùy thích, cũng đồng giá để mình dễ lựa chọn cũng như dễ sưu tầm chơi. Bà con có thể mua 3 chậu là được miễn phí ship. Kế tiếp là dòng trang tàu đỏ vàng. Vào hai màu. Chậu hai màu. Lên hai màu xanh kẽ đẹp ha. Thì cả dòng này, dòng trang tàu đỏ vàng này thì em báo giá bà con mình là 50.000 một chậu ha. 50.000 một chậu như vậy em bao phí ship bà con mình. Thì cái đơn hàng từ 150 là bên vườn em sẽ bao phí ship ha. Tiếp em cũng còn một ít cây trang ghép ha. Trang ghép ngũ sắc, thì trang ghép ngũ sắc thì ở đây em có hai size, một cái size nhỏ thì có chiều cao tầm khoảng 45, cây thì em ghép ngũ sắc hiện giờ thì trên cây nó mới có ôm nụ có một hai màu thôi đó. Cây thì khi nào ít nhất là cũng mà 4 màu ăn lên ha. Còn cái này cái size lớn, cái size nhỏ này em báo giá bà con mình là 150.000 bao ship bà con mình ha. Còn cái này cái xe lớn làm báo giá bà con mình là giá 350 ha, 350 bao phí ship. Cây này thì hoành thân tầm khoảng 6 thôi con. Khoảng 6, cây có chiều cao tầm 2-4-6 tầm khoảng 80 ha. Cây lớn này thì có chiều cao tầm khoảng 80, tàn tán xum xê vậy đây. Thì cái xe lớn này em báo giá bà con mình là giá 350 bao phí ship bà con mình ha. Tiếp lên cái dòng Dubai đỏ đang bông xum xê. Cái dòng này nó là một cốt bụi hay bà con, hấp thân thấp nên nhìn bà con nhìn tưởng nó bụi bùm lùm dưới. Cây có chiều cao tầm khoảng 24 tầm khoảng 60 ha. Lô bông này nó hơi già nên trong quá trình vận chuyển có thể sẽ bị rụng bông thôi bà con.
Thì dòng Dubai này em báo giá bà con mình là 150.000 một cây, em bao phí ship bà con mình hết. Như một đó hoa luôn mọi người. Dạ. Đó hoa đỏ. Rỡ. Đó rực lửa. Full bông. À, xuống cây. Dạ. Nhà vườn Minh Chánh thì rất là nhiều là hoa trang rồi không? Đủ loại hết. Mà ở đây mình chỉ đại diện một vài mẫu để mình cho bà con tham khảo. Số lượng đó thì bà con có thể liên hệ riêng với Minh Chánh để mà có cái giá cụ thể hơn, hoặc là ship, hoặc là gửi hàng, giao hàng tận nơi gì đó. Tránh kế tiếp là dòng cam Đài Loan. Cam Đài Loan, dòng này có thóc thân nha. Mấy cái này thì thóc thân đẹp à. 2, 4. Cái này thóc thân tầm khoảng 40 ăn lên. Thóc thân chân dài ha. Tổng chiều cao 2, 4, 6, tầm khoảng 80, 90 ha. Cây đang có mặt hoa. Cây tàn tán tương đối cũng ok. Thì dòng cam Đài Loan này nhà vườn em báo giá bà con mình là giá 150.000 bao cái ship bà con mình ha. Và tặng kèm thêm một cây giống hồng phấn thái ba màu. Cây hồng phấn thái ba màu. Dạ. Hôm nay thì nhân dịp đầu năm nhà vườn em muốn báo giá là mua bông giấy tặng bông trang, mà mua bông trang cũng tặng bông trang luôn ha. Dòng gửi luôn. Kế tiếp là cái trang trắng lá chung. Trắng lá chung thì em có size lớn hơn. Sớm là cái size thằng bông, thằng mini nhỏ. Cái này size lớn hơn, cái hoành thân nó dao động tầm khoảng 5-6 rồi con. Trắng lá chung siêu hoa. Chiều cao tầm khoảng 40-45 vậy đó. Tàn tán thì sơm sơ vậy. Cái đang bông đang nụ nhiều đó. Thì dòng trang trắng này thì em báo giá bà con mình là 150 em bao phí ship bà con mình hả? Tiếp theo một trang một cái tiếp theo dòng màu đỏ, đỏ lá nhỏ. Đỏ lá nhỏ. Siêu hoa luôn. Cây nó nhỏ phơm lùng ha. Cây này nhỏ nhỏ nhưng mà trồng đi dòng này trồng hơi lâu nhỏ lớn. Nhỏ mà cái dạng như lùng lực bà con ơi. Cây rất là đẹp, nhìn tàn to đặc tàn tròn. Cây này có chiều cao tầm khoảng 40 hay không? 40-45. Hoành thì nó dao động tầm khoảng 7-8-9 ha. Đó, cây được con tàn tròn vậy. Giống như cây này thì bông tượng trưng khi phun bông nữa. Vậy đây bà con. Thì cái dòng trang đỏ lá nhỏ này nhà vườn em báo giá bà con mình là 150.000 một cây, em bao phí ship bà con mình ha. Con mình lấy một cặp thì là 250 bao phí ship. Nếu bà con mình yêu thích một cặp thì em gửi bà con mình một cặp là với giá là 250.000 bao phí ship bà con mình. Dạ. Thì hôm nay nhân dịp đầu năm nhà vườn em cũng xin báo giá một số mẫu hoa giấy và bông trang đang bông gửi đến quý cô chú anh chị mình xem tham khảo cũng như siêu tầm. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị trong thời gian vừa qua đã ủng hộ vườn rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị. Và để kết thúc clip thì cũng xin mến chúc tất cả một ngày làm việc hiệu quả và thành công, và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị gần xa ở những clip tiếp theo. Mến chào bà con và học lại. Rồi, em cảm ơn anh Chánh nha. Cảm ơn tất cả bà con đã xem clip trong thời gian qua và biết đến vườn anh Chánh và đã ủng hộ trong thời gian qua cũng khá là nhiều. Thì hy vọng bà con năm mới 2023 này cũng vẫn tiếp tục ủng hộ nhà vườn của anh Chánh như năm vừa rồi nha bà con. Rồi, cảm ơn bà con, hẹn gặp lại bà con vào những clip tiếp theo. Bye bye bà con nha.